kinh diệu pháp liên hoa phẩm thọ học vô học nhơn ký thứ chín bấy giờ ngài a nan và ngài la hầu la nghĩ như vậy chúng ta tự suy nghĩ nếu được thọ ký thời sung sướng lắm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước phật đầu mặt lạy chân phật đồng mạch phật rằng thế tôn chúng con trong đây cũng đáng có phần chỉ có đức như lai là chỗ về nương của chúng con lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người a tu la trong đời A Nan thường làm vị thị giả hộ trì tạng pháp, La Hầu La là con của Phật, nếu Phật thọ ký đạo vô thượng tránh đẳng tránh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trông của chúng cũng được đủ. Lúc đó, hàng đệ tử Thanh Văn, bậc học cùng vô học, hai nghìn người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chạch vai áo bên hữu đến trước Phật chấp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La rồi đứng qua một phía. Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Sơn Hải Tuệ tự tại thông vương như Lai, ứng cúng, tránh biến chi, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức đức Phật, hộ trì tạng Pháp vậy sau chứng được đạo vô thượng tránh đẳng tránh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hàng hà xa các chúng Bồ Tát Vân. Vân, làm cho thành đạo vô thượng tránh đẳng tránh giác, nước tên là Thương Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiếp tên diệu âm biến mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức vô lượng A à tăng kỳ kiếp tính đếm số kể chẳng có thể biết được. Chánh Pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, tượng Pháp lại gấp bội chánh Pháp. A nan, Đức Phật Sơn Hải tuệ tự tại thông vương đó, được vô lượng nghìn muôn ức hàng hà xa các Đức Phật như lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của Ngài. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, này ta nói trong tăng an nan, người trì Pháp sẽ cúng dường các Phật vậy sau thành tránh giác hiệu rằng, Sơn Hải tuệ tự tại thông vương Phật cõi nước kia thanh tịnh tên thường lập thắng phan giáo hóa các Bồ Tát số đông như hàng xa Phật có oai đức lớn tiếng đồn khắp mười phương vì, bởi thương chúng sanh nên sống lâu vô lượng tránh Pháp bội thọ mạng tượng Pháp lại bội tránh vô số hàng chúng sanh đông như cát sông hằng ở trong Pháp Phật đó gieo nhân duyên Phật đạo. Bây giờ, trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm, 8.000 người đều nghĩ thế này. Chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế. Lúc ấy, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng: "Các thiện nam tử, ta cùng bọn ông Anan Nan ở chỗ Đức Phật Không Vương đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Anan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà A Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các Đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát." Bổn nguyện của ông như thế nên được thọ ký giường ấy. Ngài A Nan tận mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng được điều chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thuở quá khứ, suốt thấu không ngại như hiện nay nghe và cũng biết bổn nguyện. Khi đó, ngài A Nan nói kệ rằng: Thế tôn rất ít có khiến còn nhớ quá khứ vô lượng các Phật pháp như chỗ nghe ngày nay con nay không còn nghi, an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả, hộ trì các Phật Pháp. Bấy giờ, Phật bảo ông La Hầu La, ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu, đạo thất bảo hoa, như lai ứng cúng, chính biến chi, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Ông sẽ cúng dường các đức như lai như số vi trần trong mười phương thế giới thường vì các Đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay. Đức Phật đạo thất bảo hoa đó, cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, tránh pháp và tượng pháp cũng đồng như Đức Sơn Hải tuệ tự tại thông vương như lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ được đạo vô thượng tránh đẳng tránh giác. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, lúc ta làm thái tử, la là hầu làm trưởng tử, ta này thành Phật đạo, thọ Pháp làm Pháp tử. Ở trong đời vị lai, gặp vô lượng ức Phật, làm trường tử cho kia, một lòng cầu Phật đạo. Hạnh kín của La Hầu, chỉ ta biết được thôi, hiện làm con cả ta, để chỉ các chúng sanh, vô lượng ức nghìn muôn, công đức không thể đếm, an trụ trong Phật Pháp, để cầu đạo vô thượng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học hai nghìn người, chí ý hòa dịu vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật, Phật bảo A Nan, ông thấy bực hữu học vô học nghìn người đây chăng? Vâng, con đã thấy. A Nan, các người sẽ cúng dường các đức Như Lai như số vi trần trong 50 thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng, rốt sau đồng thời ở cõi nước trong mười phương đều được thành Phật, đều đồng một hiệu La Bảo tướng Như Lai ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn sống lâu một kiếp, cõi nước trang nghiêm, thanh văn, Bồ Tát, chánh Pháp, tượng Pháp Thầy đều đồng nhau. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, hai nghìn thanh văn đây, này đứng ở trước ta, Thầy đều thô kỳ cho, đời sau sẽ thành Phật, cúng dường các Đức Phật, như số trần nói trên, hộ trì tạng Pháp Phật, sau sẽ thành chánh giác, đều ở nơi mười phương, Thầy đồng một danh hiệu, đồng thời ngồi đạo tràng để chứng tuệ vô thượng đều hiệu là bảo tướng cõi nước cùng đệ tử tránh pháp và tượng pháp thầy đều không có khác đều dùng các thần thông độ mười phương chúng sanh tiếng đồn vang khắp cùng lần nhập vào niết bàn lúc đó bậc hữu học cùng vô học hai nghìn người nghe đức phật thọ ký vui mừng hớn hở mà nói kệ rằng thế tôn đèn tuệ sáng còn nghe tiếng thọ ký lòng vui mừng đầy đủ như được nước cam lộ